chi tâm lăng lệ nam mô tầm thử không biên pháp giới quá tâm thưởng chư Phật tổ qua tiền thắm tâm thường trụ tam bảo. Chi tâm lắng lại nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hà chẳng như là tôn Phật đại thế văn thù sư lợi Bồ Tát đại ăn bồ hiền Bồ Tát Bồ Pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội tường Phật Bồ Tát. Chi tâm lăng lẽ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Phước Trí Nhị Hiếm Thân Tịnh Đại Ai Chúng Phật chúng sanh tánh thường rộng lành đạo cảm con không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu thi đạo càng mười phương Phật bảo bảo quan sáng người trường bảo toàn tâm con hiền cuối đầu phát nguyện quy Thiên nhạc vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà.
số đắc na đắc tọ na mô tân yêu lo lôi mô ai nam rì ya bà lô hi đề tân la văn văn na văn na bà nam mô tân trì hê rì ma tân đa sa mê lăng bà tân đạo lu tân na thể yên tân đa Bồ đề 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 bồ
Thank you.
nguyện độ đời đang dân. Thiện tâm tín lư lòng mà thành nắm cháy như mà tập làm lòng mà bãi văn. Quang âm xem mà xét thế gian rất lời chim nội và vui hướng thiếu trong máu nao như mà tập cả quang âm cái hoa cõi đến tâm sáng lò đơn cơn lửa cháy đốt mà ta nhìn nhận vô tạng họ đã xem tàn cam lờ với tâm thế gian do đông đi tiền chìm tiền niệm nhận vô tạng sống tan hết liền ta vì bao cuộc điện vào rừng này có răng ngang niệm nhất bồ tát ngõ ra xem bàn tôi tu một hòa tôi tháo ra niệm nhất bồ tát ta ra nhẹ nhàng quang âm thương liền ta ra nhẹ nhàng vì đồ bị quán âm niệm niệm phải quán tình bình quán âm thọ bị làm tình tình niệm thiên pháp độ bình hẹn nương theo bồ tát trở về đại tinh gọi lòng bồ đề giống minh tay tâm bầu nước tinh bình đại tâm nhân liệu quán minh tâm cam lồ tới tận thế gian còn tới mát lệ mười phương thanh hàng quang âm thương hạnh tài hàng độ đời an lạc mười phương thái bình quang âm điện đạo độ bình quang âm vô tạc chúng minh bỏ biên văn vương nhai hỏi vương hô
hiện tội chương mất thiêu trừ. Tê tê thường ạc Bồ Tát đạo mẹ sanh tây phương tịnh độ trung cư phật liên hoa vi phụ một ô gai kim phật ngộ vô sanh một ngôi bồ tát đi bàn lư nghiền nghị tự tâm đức phổ vô tập ở những tiếng hạ bằng giữa chúng sanh giai tổng tâm phật đạo.
Nam A Di-đà Phật phục nguyện. Âm Diêu Dương Thới Hải Hiện Hà Thánh Pháp Giới Chúng Sanh Đồng Thành Phật Đạo. Thượng Cầm Hạ Thú Vạn Vật Siêu Sanh Phúc Đặng Hà Sa Cấm Lại Mười Phương Chư Phật Tùy Từ Phẩm Quang Gia Hộ. Các anh linh được siêu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Tự quy Phật được quyền chúng sanh thế giải đại đạo. Phật vô thượng tâm. Tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhập tinh tàng trí huệ như hải. Tự quy tánh đường nguyện chúng sanh thân lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Phục nguyện hồi hướng công đức về tất cả đông tây nam bắc bốn phương gia chủ mạng vị bình an cứ thời viên mạng hướng về quy y Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Phục nguyện hồi hướng công đức vung tụng kinh chú về các con cháu con trai con gái cháu nội cháu ngoại ngữ đông tây nam bắc bốn phương hướng về quy Tam Bảo. Rồi xong ai đà Phật. 35 phút 45 giây. Ai đà Phật. Xin chào ai đà Phật.